Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 24 tháng 4, thi thể nạn nhân thứ 5, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được đưa ra khỏi hiện trường. Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn trong tư thế nằm trên giường, có chăn, màn kèm theo. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quốc, 21 tuổi, là con trai của bà Nguyễn Thị Hoàn. Như vậy, sau hơn 9 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay, thi thể của 5 nạn nhân trong vụ sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ đã được tìm thấy. Đó là các nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn, 50 tuổi, Nguyễn Minh Hà, 44 tuổi, là em trai bà Hoàn, Nguyễn Văn Quân, 17 tuổi, là con trai bà Hoàn và bà Nguyễn Thị Thiện, 53 tuổi. Do khối lượng đất đá sạt lở rất lớn nên thi thể của một số nạn nhân không còn nguyên vẹn. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể còn lại. Dự kiến, lễ an táng 5 nạn nhân sẽ được tổ chức tại nhà văn hóa xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào chiều 24 tháng 4.